Trung tâm giống cây trồng Tam Đảo xin chào bà con. Như bà con đang nhìn thấy đây là chúng tôi đang áp dụng cái biện pháp tưới nước phun sương để đảm bảo cho cây trà hoa vàng được phát triển và giữ những nhiệt độ cho trà hoa vàng phát triển tốt nhất. Đây là giống trà hoa vàng gieo hạt Kim Hoa Trà, được gieo hạt trực tiếp từ hạt của cây giống bố mẹ, phát triển rất tốt. Bên này là những cây trà hoa vàng lớn hơn, là đây là dòng Petelotti. Cái tưới nước thường xuyên vào những ngày nắng nóng như thế này thì chúng ta lên phun sương như này. Đối với cây giống thì chúng ta sẽ phun sương để đảm bảo giữ cái nhiệt độ cho cây trà hoa vàng phát triển tốt nhất. Bởi vì bản chất của cây trà hoa vàng thì nó ưa bóng râm, và cái thứ hai là nó ưa cái khí hậu ẩm. Cho nên là đất thì bà con nhìn ở đây chúng tôi đang gieo trồng thì chúng tôi sử dụng cái đất đỏ Ferrarite, nhưng tuy nhiên chúng tôi giữ ẩm rất tốt và làm cỏ rất sạch. Bà con đang nhìn ở đây là những cây trà hoa vàng này nó phát triển rất là tốt, đúng không ạ? Cây này trung bình sẽ cao khoảng độ từ 1 mét, từ 80 đến 1 mét, có những cây thì 5-60 tùy. Sau khi mà chúng tôi phun nước liên tục trong vòng 30 phút thì chúng tôi lại ngắt vòi để đảm bảo cho độ ẩm tốt, nó sẽ hạn chế được. Đây là toàn cảnh khu nhân giống và phát triển giống cây trà hoa vàng của Trung tâm cây giống trà hoa vàng Tam Đảo. Hôm nay chúng tôi đang có suốt một ít trà cho khách hàng. Bà con có nhu cầu liên hệ mua cây giống trà hoa vàng Tam Đảo thì xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại đã để bên dưới màn hình, hoặc trực tiếp add vào Zalo để được đội ngũ kỹ sư nông nghiệp của chúng tôi tư vấn tốt nhất cho bà con về cái kỹ thuật trồng để đảm bảo chúng ta trồng theo đúng khoa học và đem lại cái hiệu quả kinh tế cao. Để theo dõi những video mới nhất thì xin mời bà con đăng ký kênh và ấn vào cái chuông bên phải để được theo dõi những video mới nhất của Trung tâm cây giống Tam Đảo. Hôm nay là sẽ quay toàn cảnh về cái khu nhân giống cây trà hoa vàng Tam Đảo của chúng tôi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại bà con trong những video tiếp theo của Trung tâm cây giống Tam Đảo.